Bản tin không thể tin hôm nay: đàn cá tung hô nhảy múa sau cơn mưa, về núi đùa nghịch trên nóc ô tô, đào tạo chuyên sâu ngành cử nhân hôn nhân, trượt dáng bàn tay lập kỷ lục Guinness, xác tàu đắm chở đầy sâm banh, đóng gói cây giống cực gọn lẹ, lương càng thấp càng thường xuyên đi cà phê, kéo nhiều máy bay hạng nhẹ đi bằng tay. Đây là một đoạn clip được người dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc một đàn cá nhiều vô số kể đã cùng đồng loạt rủ nhau nhảy múa khỏi mặt nước sau cơn mưa lớn. Cảnh tượng hiếm gặp này được cho là kéo dài hơn nửa giờ. Các chuyên gia khí tượng giải thích rằng nước hồ đột ngột có thể cản trở quá trình quang hợp ở thực vật thủy sinh, làm giảm lượng oxy trong nước. Chính vì vậy, khi đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, những con cá đã phải nhảy ra khỏi mặt nước để hít thở không khí trực tiếp. Hành vi tập thể này không phải là một hiện tượng riêng lẻ mà là một chiến lược sinh tồn được cá sử dụng để ứng phó với những thay đổi cụ thể của môi trường. Điều đó cho phép chúng đối phó với khủng hoảng và tăng cơ hội sống sót. Đoạn video ghi lại cảnh hai con dê núi thích thú nhảy trên nóc ô tô đậu gần đường mòn ở dãy núi Rocky, khu vực Bắc Mỹ. Michael Reno, người quay lại cảnh hài hước này, cho biết chủ xe xác nhận xe và hộp đựng trên nóc không bị hư hại gì cả. Còn những lúc tài xế ô tô lái xe trên đường thì dê cũng biết cách trêu họ dù chẳng cần chạm vào xe cổ. Dù hay có thói quen phá phách trêu người khác, nhưng khi cần hay con vật nào gặp nguy hiểm thì dê cũng hết lòng cứu giúp đó nha mọi người. Lần đầu tiên, trường đại học nghề nội vụ mở đào tạo về ngành hôn nhân nhằm đào tạo những người có chuyên môn để cứu vãn tình hình lười kết hôn, ngại sinh con ở Trung Quốc. Theo đó, trường này sẽ bắt đầu tuyển sinh cử nhân ngành quản lý và dịch vụ hôn nhân vào tháng 9 tới đây. Dự kiến chỉ tiêu tuyển là 70 sinh viên cho khóa đầu tiên để giảng dạy các học phần về quản lý, xã hội học, văn hóa gia đình, đạo đức và kinh tế, cùng với đào tạo thực tế trong các lĩnh vực như tư vấn gia đình, lập kế hoạch đám cưới và dịch vụ mai mối. Chương trình đào tạo học thuật sẽ chiếm khoảng 45%, còn thực hành chiếm tới khoảng 55% đó nha. Các chương trình đào tạo nghề liên quan đến hôn nhân trước đây chủ yếu là tập trung vào việc lập kế hoạch đám cưới, một phần khúc rất hẹp. Nay theo thiết kế chương trình mới sẽ bao gồm tất tần tật mọi thứ, từ mai mối, tư vấn tiền hôn nhân cho đến kết hôn và tư vấn tiền ly hôn luôn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các hiệp hội ngành, công ty mai mối, công ty dịch vụ cưới hỏi và các tổ chức tư vấn hôn nhân gia đình. Coi bộ ngành này rất có tương lai sáng lạng đó nha. Truyền thông nước ngoài đưa tin cô Kanya Sasser, cựu vận động viên điền kinh Paralympic và là một động viên trượt dáng chuyên nghiệp 31 tuổi sinh sống ở bang California, Mỹ, vừa phá kỷ lục thế giới Guinness với thành tích trượt dáng ở tư thế chống tay trong khoảng thời gian lâu nhất là 19,65 giây ở hạng mục người bị khiếm khuyết cả hai chân tính từ trên đầu gối trở xuống. Cô Sasser đã kiên trì vượt qua một hành trình khó khăn để đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Cô Sasser sinh ra ở Thái Lan và đã bị bỏ rơi bên vệ đường khi mới 3 tuần tuổi. Sau đó cô được một gia đình sinh sống ở Mỹ nhận nuôi khi lên 5 tuổi. Chia sẻ với đại diện tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, cô Sasser cho rằng việc phá vỡ kỷ lục thế giới là một trong những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình.
Cô cảm thấy thực sự rất tuyệt vời khi đã vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời hy vọng những gì mình làm có thể truyền đi cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo. Trước khi phá kỷ lục thế giới, cô Caesar cũng có sự nghiệp thành công với vai trò người mẫu và diễn viên. Cô từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình như The Walking Dead và Hawaii 50, cũng như bộ phim Babylon năm 2022. Các thợ lặn Ba Lan vừa tìm thấy một xác tàu đắm từ thế kỷ 19 cách ngoài khơi đảo Åland, Thụy Điển khoảng 20 hải lý. Bên trong chứa đầy những chai rượu champagne, một loại hàng quá độc quyền có thể đang trên đường được chuyển tới Sa Hoàng Nga trước khi con tàu bị chìm. Bên trong xác tàu đắm, nhóm thợ lặn còn phát hiện chứa đồ sành sứ và các chai nước khoáng nằm ở độ sâu khoảng 60 mét dưới đáy biển Baltic. Nếu được phép lấy một số chai champagne, nhóm thợ lặn cho biết sẽ gửi chúng đến nhà sản xuất để xác định giá trị hiện thời của chúng và xem liệu chúng có thể sử dụng được hay không. Được biết vào thời đó không chỉ có rượu champagne mà nước khoáng cũng là loại hàng quá cao cấp cho giới thượng lưu vì có đặc tính dược liệu. Bởi vậy các chuyến hàng thường được cảnh sát hoặc là quân đội hộ tống. Trong đoạn clip cho thấy, thay vì đóng gói theo cách truyền thống, nhà vườn này dùng lưới co giãn để bọc cây giống cực kỳ nhanh gọn trong tích tắc. Đây được gọi là trăm hay không bằng tay quen, nhưng phải công nhận người nông dân nghĩ ra cách này thì thật đáng nể phục. Cách làm này chẳng những giúp cho người nông dân đóng gói cây giống nhanh và đẹp hơn, mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp đã đạt đỉnh của nông dân thời A Còng thứ thiệt đó nha. Mấy nay cộng đồng mạng xã hội cười sặc sụa trước một nghiên cứu thị trường khẳng định nhóm đi cà phê nhiều nhất lại là nhóm có thu nhập thấp từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng với tần suất là 1 tới 3 lần một tuần, chiếm gần 38%. Còn nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng với tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Một ly cà phê buổi sáng, một cuộc hẹn cà phê chiều hay đơn giản chỉ là một góc quán quen để làm việc thì cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Hiện tượng người lương càng thấp càng đi cà phê nhiều là một kết quả thú vị về thói quen tiêu dùng của người trẻ hiện nay. Người khắt khe sẽ nói là lãng phí, còn người có cái nhìn cởi mở hơn sẽ cảm thông. Theo nghiên cứu khảo sát nói là tầng lớp thu nhập thấp và trung lưu đóng góp đáng kể cả về tổng số dịp và tần suất trong tháng. Tập trung đông đảo nhất là người tiêu dùng trẻ tuổi. Dựa trên các báo cáo thị trường ngành F&B, trong vòng vài năm gần đây, nhu cầu và mức chi tiêu cho ăn uống của nhóm người tiêu dùng trẻ tăng trưởng đáng kể và vẫn tiếp tục gia tăng. Còn các bạn đi cà phê mấy lần trong tuần, hãy chia sẻ với bản tin không thể tin ở phần bình luận nha. Nani? Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness vừa vinh danh anh Matteo Pavon ở Italia là người kéo nhiều máy bay hạng nhẹ nhất đi bằng tay với một sức mạnh ấn tượng. Tình yêu thể thao của Pavon bắt đầu từ khi anh lên 5 tuổi với các bộ môn karate và bóng đá. Sau đó anh đã chuyển sang chơi bóng bầu dục khi 11 tuổi. Sau một loạt chấn thương kéo dài, Pavon đã phải từ bỏ bóng bầu dục ở tuổi 24 và chuyển sang các hoạt động thể thao khác. Từ năm 2018, anh đã sử dụng CrossFit như là một cách để giữ gìn vóc dáng và luyện tập giữa các lần lập kỷ lục. Giống như mọi kỷ lục thể hình đòi hỏi cao khác, kỷ lục kéo các máy bay di chuyển bằng tay bắt đầu từ sự chuẩn bị và chế độ tập luyện tốt mà Pavon đã trải qua. Để lập kỷ lục thế giới, Pavon đã phải tập luyện từ 3 đến 6 lần một tuần với một huấn luyện viên chuyên nghiệp để phát triển một chương trình tùy chỉnh bao gồm các bài tập tim mạch, rèn luyện sức mạnh và yoga nhằm cải thiện sự dẻo dai của cơ thể.